Quay đây rồi. Rồi, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình xin phép được giới thiệu cho anh em là cái dòng chai xịt tẩy băng keo nhựa đường. Rất là thích hợp cho tất cả anh em mà chúng ta mà có băng keo này, nhựa đường này, băng dính này. Chúng ta xử xịt xong ô tô với cả xe máy nha anh em nhé. Đấy, đầu tiên là anh em chúng ta xịt lên trên bề mặt của xe ô tô và xe máy. Sau đó là chúng ta chờ khoảng tầm 30 giây cho đến khoảng tầm 40 giây để cho dung dịch nó thấm vào trong các cái loại băng dính này, băng keo, nhựa đường. Sau đó chúng ta dùng một lớp khăn mềm chúng ta lau. Đây, anh em nhìn kỹ này, tôi lau này. Đây là những cái vết băng dính mà tôi đi chở hàng. Đó, tôi lau thì nó sẽ ra được thôi. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, ok chưa anh em? Rất là tốt nhá. Đây, đây là cái vết băng dính mà tôi dính ở dưới này. Bây giờ tôi sẽ xịt cho anh em nhìn thấy. Bây xa ra. Rồi. Đây, anh em có thể thấy là lau là nó sẽ sạch thôi. Nhưng mà nó phải cần phải thời gian. Còn nếu mà ông nào mà quảng cáo là xịt một phát mà sạch được ngay ấy, thì là lừa đảo anh em nhé. Chắc chắn là chúng ta phải thao tác từ từ. Rồi, như vậy là trong quá trình xịt là xe đã ổn được rồi. Bây giờ tôi chỉ cần thao tác như vậy liên tục một thời gian thì nó sẽ ổn thôi. Đây, anh em nhìn cái vết này nhá, nó chảy như thế này này. Tiếp tục xịt. Đấy. Đây. Thì nếu như anh em nào mà có nhu cầu muốn mua cái mẫu sản phẩm này nhá, thì alo với cả bên mình là máy móc minhtri.com 0915498666 0978390231. Thì fanpage với cả YouTube của em mình là máy móc Minh Trí nhá. Cái chai này xịt rất là ok anh em ạ. Đây, đây là hàng Botni 450ml anh em nhé. Có tem mã vạch đàng hoàng để cho anh em check, cho nên anh em cực kỳ yên tâm nhé.